Cô giáo Nguyệt nhưng mà là người xăm nha. Hai mẹ hình xăm trên người. Đấy. Cô giáo Nguyệt có hẳn hai hình ha. Hai hình xăm. Hai hình xăm cái gì? Thấy không? Only you. Quốc Anh chưa có bằng lái xe máy. Đấy. Tao sẽ coi tự nhiên cái tính tấn luôn. À, có rồi phải bỏ một con xuống. Đúng rồi. Ừ, đang ngược lại. Có chứ. Là bạn có luôn bằng lái ô tô. Tôi chưa có. Bằng lái xe máy cơ mà. Thì bạn có bằng lái ô tô luôn. Chưa luôn, có. Có bằng lái xe ô tô rồi. Chưa bằng lái xe máy thôi. Đấy, à, có hết rồi à? Ơ. Anh này. Anh có rồi. À, chưa có bằng lái hết rồi, thật chưa có. Chơi trò tôi chưa bao giờ làm đi. Là có thể là 4 đi. 4 hoặc mình 4 bốn, người. 4 người, 4 mạng. Luật của trò này là chúng ta sẽ có 4 cơ hội và chúng ta sẽ nói những cái điều mà chúng ta chưa bao giờ làm. Ví dụ, à, chơi luôn nhá. Ví dụ, Quốc Anh chưa có bằng lái xe máy. Đấy, tao sẽ coi tự nhiên cái tính tấn này luôn. À, có rồi phải bỏ một con xuống. Đúng rồi. Ừ, đang ngược lại. Có chứ. Là bạn có luôn bằng lái ô tô. Tôi chưa có. Bằng lái xe máy cơ mà. Thì bạn có bằng lái ô tô luôn. Chưa luôn, có. Có bằng lái xe ô tô rồi. Chưa bằng lái xe máy thôi. Đấy, à, có hết rồi à? Ơ. Anh này. Anh có rồi. À, chưa có bằng lái hết rồi, thế chưa có. Bạn chưa bằng lái xe máy á? Chưa. Nhưng mà em đi xe mà được. Em có đi đâu? À thế à, ừ. Còn ai chở ấy. Tiếp tục, tiếp tục ra, tiếp tục nào. Đấy là tôi à. Mình chưa từng đi Phú Quốc. Hồi trước mình ăn riêng 3 ngày bằng câu đấy. Mình chỉ có 3 ngón, có nghĩa ai mà hết ngón tay trước. Trò chơi tiếp tục cho đến ai mà hết ngón tay. Lần trước nhá. Có một người còn nói là tôi chưa bao giờ ăn ổi cơ mọi người ạ. Tất cả luôn, ăn ổi luôn. Tất hết luôn. Nhưng mà những người đấy không có ở đây. Tôi chưa bao giờ yêu ai kém tuổi mình. Tôi chưa bao giờ yêu ai kém tuổi mình. Bạn giữ nguyên. Kém tuổi mình nhỉ? Hà Cụ bảo. Là yêu ai kém tuổi là phải Cụ bảo. Đúng rồi. Rồi. Ôi một ngón. Đây chỉ có đây là gu thế thôi. Ok, đến lượt anh. Tự ký sống mình đi nào. Có một ngón đây này mọi người ơi. Anh chưa yêu ai hơn tuổi mình. Ơ. Thế luôn. Ừ. À, nhưng mà anh vẫn sống. Đấy. Bỏ xuống nha. Thấy mọi người thấy không? Bao nhiêu bí mật được tiết lộ. Đấy. Tiếp tục. Vòng đúng không? Không được nhau nha. Này, để nghĩ là lần sau chơi mấy trò này thì chương trình cũng sắp xếp cho bọn tôi một ít mối. Chơi cho nó xong. Tôi chưa bao giờ xăm mình. Xăm mình. Xăm á. Hay quá. Hay quá. Có người. Có hình xăm trên người. Cô giáo Nguyệt có hẳn hai hình ha. Hai hình xăm. Hai hình xăm cái gì? Thấy không? Only you. Tiếp. À tôi ạ. Chết rồi, nguy hiểm quá mọi người ơi. Thông Hà gần nó sẽ có anh đấy. Tôi chưa từng đi nhiều hơn hai nước ngoài. Nhiều hơn hai nước. Hai nước. Tôi còn nguyên nè. Đây. Anh đóng phim rồi mình ạ. Yeah.